Cô cho cháu đi đây. Thôi mẹ bảo nhá, mọi người nhá. Tại sao bây giờ mày mang chó đi bán à? Cô đây thì cướp chó của cháu nhá. Mày mang chó đi đâu? Không được. Cô cướp chó của cháu nhá. Mày không được nói như nhá. Thằng gì đây? Thằng này nó lấy chó mà nhà. Chó nhà nó mang đi lấy tiền chơi game. Đâu? Thằng này con tao chẳng mất dạy này. Cái gì? Thằng này nó bán chó cho em nhưng mà bác này bác ra bác cướp chó của em. Chó nhà tôi. Đi thì anh ơi. Thằng con tôi nó lấy đi nó bán. Đánh nhá, bác kia bác cướp chó của cháu nhá, mọi người nhá. Không cho anh phải trả tôi chó của mẹ đi bán lấy chó của mẹ đi bán để chơi game cho mà giỏi để chơi game mày nhá mình dậy này đấy nhá cô nhá cô cứ cướp chó của cháu đi tao không phải cướp cháu giả nó tiền đàng hoàng rồi cháu giả tiền nó đàng hoàng rồi em mua em giả tiền nó đàng hoàng rồi cô ra cô bắt em thả ra xong rồi giật xong các thứ cho nhà mày mang đi kìa mọi người này đây đây một chó mẹ mẹ một cười đây thôi mẹ vào nhà đi khổ mất dậy này con gái mất dậy quá con nhá cô nhá giữa trời mưa trời gió cô bắt cháu đứng đây nhá chó nhà tôi anh đi đi anh ơi nó ăn trộm nó mang đi bán tiền bán chó để chơi game nhưng bây giờ là anh trả tiền rồi cô đi cô không cho anh mang chó đi cô trả lại tiền cho anh là được chứ đâu cái tiền đâu bây giờ phải trả lại anh nhờ anh bán anh mua có lãi chứ đúng không tao chuộc hết nhưng mà cháu mua cho phải có lãi tao trả lại rồi cháu mua là 100.000 một cân cháu nó tính cho hai con trả lại 100 gì con mất dạy tao trả cháu mua 100.000 cháu bán cho bác 100 hòa vốn à mày bán bao nhiêu mày bán bao nhiêu ôi hay đâu rồi về nhà nó bán xong rồi bác đi đuổi theo ra tận đây chuyên gia nó trộm bây giờ em giải quyết vấn đề đi em giải quyết để cho anh mang chó đi em giải quyết vấn đề đi anh mang chó đi anh nó bán gà hôm nó bán vịt đấy tối nay là mày giải quyết mẹ mày đi để cho tao mang chó đi anh cứ đi không phải đi mẹ mày cứ giải quyết anh thấy không nó đẩy tối nay bây giờ như nào việc của nhà cô mà nắm chuyện đấy nhỉ nhà anh cứ nhà không cho đi có mỗi hai mẹ con để ra vợ tôi vay tiền tôi chuộc đàn chó vừa hai con chó về thôi đi vậy chó ăn cơm làm gì có chó ấy con gái mất dây bán chó chó đang nuôi trong nhà nó bán đi để nó lấy tiền chơi game cho anh mua không nhà mua có khác gì vậy có tiền chuộc không cô có tiền chuộc chưa cô chưa thế thì bây giờ bọn cháu cho cô vay việc của nhà cô mà ra quản tôi tóm lại như này anh nói với bọn em này bà ấy đuổi theo là anh là từ nãy giờ đến đây rồi anh bảo là anh chó là anh có việc rồi anh mua thì anh phải chở đến chỗ thịt rồi đúng rồi nên là thôi anh chở đi anh không phải anh hàng gì nữa đi vậy anh thông cảm nha anh thông cảm cho anh ai cho anh con anh đồng sữa bà ấy nhà bà ấy hoàn cảnh lắm hoàn cảnh chứ bây giờ anh mua bằng tiền thật chứ không phải anh mua bằng mấy đâu bằng năm ít đâu cô mà cứ cô nói lắm đấy nhở đi về chồng bà mất sớm bà nuôi một mình thằng này đây nuôi bảo cô thế bây giờ anh mua nhá anh mua một áo nó 100.000 một cân bây giờ là tính ra hữu nghị 100 xuống này nhanh lên này anh còn giờ giải quyết việc khác tao nuôi nó từ bé nó tử tế với tao còn hơn cả mày tao gọi nó ra nó ăn ở trong nhà trong cửa tao nuôi nó từ lúc bé bây giờ nó như thế này mà mày mang chó của tao đi bán ôi trời ơi bà con ơi con chó cũng phải tiếc nhỉ sao tôi khổ thế này tôi sắp chết rồi gì rồi tóm lại là chó này bây giờ bác giải quyết nào bây giờ để tôi đi vay tiền vay đến bao giờ ông chờ tôi một tí chú chờ ông mưa gió để chờ cứ bắt chờ đuổi từ nãy giờ nó bảo là không có tiền thì đừng có lấy lại đi vay thôi bảo là nhà quá đây đi về đây này bác xem này bán chó này bán chó cái thứ này còn dành lại lấy tiền rồi còn dành lại nó bán chó của nhà để nó lấy tiền chơi game bà ơi khổ quá thì chó già sắp chết rồi chẳng bán đi dèm gì chó đang khỏe mạnh tao nuôi nấng từ bé bây giờ mày lấy tiền mày bà mày tính chó mày lấy tiền mày chơi game rồi cái này nó phải chó sắp chết thì chỉ bán đi để nó đánh chết vài trên nó lại chó cuối à thôi đi vậy rồi đi vậy tao ông đừng lấy chó mà thôi nhưng bây giờ bác không có tiền thì bắt cháu đừng có lấy mua để cho người ta đi khổ quá rồi có tiền rồi cháu bảo rồi bác buông ra lại còn hôm nay em của tôi nuôi từ bé khổ thế cháu nó tập cái nó chết để cho nó chuối phí ra em của em thì mấy anh thì có đi được luôn đi đồ mất dạy đồ mất điếu chứ có tầm thôi hai bà đi bà đi chỉ ở đây là lành nhà. Tóm lại là bác có tiền thì bác lấy chó mà không có tiền thì thôi. Tôi lấy. Anh ơi, anh đi luôn đi. Anh này giải quyết đi chứ, bây giờ anh cứ rằng nữa em đi được. Đây. Giải quyết thì bây giờ em đưa em bé luôn đây. Bác, bây giờ bọn cháu ở đây có hơn triệu thôi, cháu cho bác vay xong bác xem bác chuẩn. Ôi giời ơi. Chắc là cô. Hơn triệu không đủ đâu, tôi đi về. Mất dạy mày cút mày đi. Đi về. Cảnh cho người ta đi. Mày đánh mày chết. Này khốn nạn nhỉ, một năm mày báo nhà. Cảm ơn cô.
cảm ơn ai cô. Trộm chó trộm gà. Tôi cảm ơn ai cô. Con chó giả. Cảm ơn ai cô đây. Tôi giả. Bao nhiêu? Đây bao nhiêu? Đây đủ. Đây ông. Làm sao mà đủ được? Tôi đi bán. Vân Điếu này. Tôi được rồi, về trở về. Em ơi Vân Điếu. Thiếu thì anh để cho cô. Thiếu thì anh trở về. Thôi anh trả tiền cho nó. Tại mất dạy này. Ôi trời ơi, Lặng Lương ơi, Lặng Lương dậy là cút đi. Cút mẹ mày đi. Đấy. Tôi như này nha. Cháu tóm lại là cháu lẻ cô chạy từ đấy giờ đến đây nhá. Cháu có phương án này cho cô nhá. Cháu sẽ thả chó cho cô nhá. Cháu thả chó cho cô. Còn chiều tôi quay lại cho lấy tiền đấy. Đúng rồi. Chiều nhá. Chiều về tôi trả lốt. Cảm ơn hai cô. Đã cháu về cho tôi. Con gái mất ra. Hai người ít lo việc bao đồng đi nhá. Mày cho khốn nạn, cút đi. Nó bán chó mình rồi. Nó lại thu lại. Anh người hỏi xem thằng này là. Hỏi gì nó gọi vào tận nhà bán thì cô biết cái gì. Em phải hỏi nguồn gốc chó như nào chứ. Nguồn gốc thì nhà nó đấy, nó bảo nguồn gốc gì nữa. Nó báo một năm nó báo lại bao nhiêu lần. Ai tôi cũng phải ở đây đâu mà tôi biết nó báo ai. Nó không báo cô nói nghe em nói. Đẩy tôi xe này. Ra để chết cho nó chui bà. Nào bây giờ đi đi hướng nào đây cô. Đây đi. Cô trở thẳng về nhà gì. Trở về nhà. Ngứa mắt thật sự mà ngày xưa em bị yêu nó. Này, tôi mướn thôi cho cổ.